Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện trọng sinh chi nữ tướng tinh, chuyển thể thành phim cầm nguyệt như ca của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 1, Nữ tướng Nguyên thứ 63, mùa xuân tháng 3, mưa mịt mờ, trong thành chìm trong một tầng trong sương khói màu xanh, tí tách tí tách thấm ướt từng mảnh đất. Gia tộc họ hứa tọa lạc trong kinh thành, mảnh ngói trên nóc nhà bị nước mưa gột rửa trong suốt, hiện ra một tầng ánh sáng le lói. Đây là ngói nhà mà hứa Vân Châu vận chuyển phải tốn đến nửa tháng, nghe nói khi có trăng, ánh trăng sẽ chiếu trên đỉnh nóc, tựa như đom đóm đậu lại. Loại này là ngói nung công nghệ phức tạp, giá tiền cũng không hề rẻ, lắp đặt tràn đầy một ngôi nhà như thế này, người bình thường phải tốn hơn 10 năm vất vả là ít. Nhưng mà đây là nhà họ hứa sống ở trốn Kinh Thành, là nơi thương nghiệp tơ lụa phủ kín khắp cả nước, một nhà mảnh ngói cùng lắm cũng như con trâu mất đi một sợi lông. Hứa đại nhân hiện tại là thái phó của thái tử, sinh được hai đứa con, con cả hứa chi hằng độc đáo siêu quần, tài hoa xuất chúng, tuổi còn trẻ đã là hàn lâm học sĩ, trốn kinh thành người người tán thưởng. Hứa chi hằng cũng đã yên bề ra thất, lúc 18 tuổi hắn cưới võ tướng nhà họ hòa, nữ nhi thứ hai dòng chính hòa yến. Còn cả nhà họ hòa là hòa như phi được đương kim bệ hạ ngự phong là phi hùng tướng quân, một văn một võ hai nhà thông gia cũng coi như là môn đăng hộ đối. Phu nhân, người muốn đi đâu? Nhà hoàn thân hình nhỏ nhắn, mặc một bộ quần áo mỏng tang dâng lên một chén trà nóng, nói. Ta đi ra ngoài một chút, hỏa yến trả lời, uống một hơi cạn sạch chén trà. Thế nhưng bên ngoài trời còn đang đổ mưa. Không có gì phải ngại, ta che dù. Nhà hoàn nhìn cô gái trẻ tuổi trước mặt, nhà họ hứa là thư hương môn đệ, nữ tử ăn mặc rất thanh nhã phong lưu, con dâu cả nhà họ hứa cũng giống như vậy, chỉ là gấm áo màu xanh ngọc bích mỏng manh mặc trên người nàng, trông có vẻ như không hợp nhau lắm. Thật ra dâu cả nhà họ hứa dung mạo rất đẹp mắt, ngũ quan rõ ràng mà khí chất cũng rất hào hùng, đôi mắt như hồ nước được gột rửa sạch đẹp, trong suốt mà xa xăm. Đáng tiếc, đôi mắt này lại bị mù lòa. Thật ra nàng không phải là bị mù lòa bẩm sinh, mà là sau khi gả vào nhà họ hứa được ba tháng, đột nhiên bị trúng độc, sốt cao hai ngày hai đêm, tỉnh lại không nhìn thấy được nữa. Nhà họ hứa nhiều lần mời thần y về, nhưng vẫn lực bất tòng tâm, về sau dâu cả nhà họ hứa không còn thường xuyên ra khỏi cửa nữa. Một người mù lòa đi ra ngoài, nói tóm lại là không tiện cho lắm. Hỏa Yến đi tới cái đình nhỏ nằm giữa hồ nước ở trong phủ. Nàng gả vào nhà họ hứa một năm, ba tháng sau mắt bị mù, còn lại chín tháng, nàng học cách không cần dùng mắt để sinh hoạt, thích ứng rất tốt chỉ là thỉnh thoảng sẽ nhớ lại lúc vẫn còn nhìn thấy được, ví dụ như bây giờ, nàng có thể nghe được âm thanh nước mưa tan vào hồ nước tạo nên gợn sóng, cảm giác được cá chép đỏ trong hồ dành ăn, nhưng không nhìn thấy được gì cả. Nhìn không thấy ánh nắng xuân mới là mùa xuân đẹp, giống như nhìn không thấy người thì có thể người đó vẫn là người tốt. Vì bị mù quá sớm, nàng hiện tại đã quên mất hình dáng của Hứa Chi Hằng. Có thể nhớ đại khái là lúc 14 tuổi là thời điểm nàng trông thấy Hứa Chi Hằng thiếu niên một thân áo xanh, nụ cười ấm áp, vươn tay tới với nàng. Thế nhưng hiện tại hứa chi hằng chắc là sẽ không còn vươn tay với nàng nữa đâu. Mặc dù hắn cũng đối xử với nàng dịu dàng lễ mạo, tương kính như tân, thế nhưng lại ẩn cách một tầng xa lạ, hỏa yến có thể cảm giác được. Nhưng nàng chắc chắn sẽ không nói ra. Thời còn niên thiếu, trong nhiều năm sinh hoạt ở quân doanh, nàng học được cách dùng thân phận nam nhi liên hệ với người khác, nhưng lại không hiểu làm thế nào để làm một cô gái thực thụ cho nên nàng chỉ có thể nhìn hứa chi hằng cùng với vợ lẽ hạ thị lưu luyến bên nhau, đã thương tâm lại càng thêm chán nản. Về sau nàng không nhìn thấy được nữa, những hình ảnh làm tổn thương lòng người này cũng giảm bớt nhiều chút, trong lòng thanh thản hơn rất nhiều. Nàng yên tĩnh ngồi ở trong đình, bỗng nhiên lại nhớ tới thời niên thiếu những năm đó còn ở trong quân đội, cũng là một ngày xuân như thế này, nước mưa mịt mờ, nàng ngồi ở giữa các quân sĩ, mỉm cười uống vào một bát rượu nồng, cảm thấy cả người đều nóng lên nhiệt độ này chỉ một thoáng đã quét sạch thân thể nàng, hỏa yến đỡ lấy lan can, trong cổ tuôn ra thứ gì đó có vị hơi ngọt, phụt nàng phun ra một ngụm máu tươi. Có tiếng bước chân chậm rãi tới gần. Hỏa yến hỏi, tiểu điệp. Không có trả lời, tiếng bước chân dừng lại, hỏa yến khẽ nhíu mày, hả thị. Một lát sau, thanh âm nữ tử vang lên, phu nhân có đôi tai nghe thật tốt. Ngực bắt đầu phát ra cảm giác kỳ lạ, trực giác nhiều năm khiến nàng vô ý thức làm ra tư thế phòng bị. Hạ thị luôn luôn dịu dàng cẩn thận, ở trong phủ cũng không thường xuyên nói chuyện với nàng, hôm nay bỗng nhiên đến đây, đã vậy còn mang theo ngữ khí như là rất đắc ý, làm cho Hỏa Yến cảm thấy rất bất an. Nhưng nàng cũng cảm thấy rất kỳ lạ, trong phủ nàng giống như là một món đồ trang trí, không có danh phận chủ nhà gì, không ngăn cản được phu quân sủng ái hạ thị, mà một đôi mắt mù lòa đối với hạ thị cũng không có gì gọi là uy hiếp, hạ thị không cần thiết, cũng không có lý do gì để phải đối phó với nàng. Có chuyện gì? Hạ huyền như vuốt ve châm gài tóc bên tóc mai, đó là vật mà hứa chi hằng tặng nàng ta hôm qua, bỗng nhiên lại nhớ tới người trước mặt bị mù loà, đành phải tiếc nuối thu tay lại, nói, phu nhân, người mang thai rồi. Hỏa yến ngây người tại chỗ. Mấy ngày trước đây đại phu bắt mạch cho người, nói là đã mang thai rồi. Hỏa yến tại không hiểu tại sao trong lòng lại có cảm giác mừng rỡ, nàng đang muốn nói chuyện, thì nghe thấy hạ thị lại thở dài một cái nhưng mà đáng tiếc quá đáng tiếc nụ cười bên khóe miệng hỏa yến biến mất nàng hỏi đáng tiếc cái gì cơ đáng tiếc đứa nhỏ này không được phép giữ lại hỏa yến nghiêm nghị nói hạ thị người thật lớn mật mày liễu của nàng dựng thẳng ánh mắt sắc bén như đao tuy là mù lòa lại thần sắc khiếp người hạ huyền như trong nháy mắt cũng dựng đứng lông tơ lên nhưng chỉ qua chốc lát nàng ta ổn định lại tinh thần chỉ nói chuyện này cũng không phải một người nói là được đâu, hòa tướng quân. Hòa tướng quân ba chữ này vừa nói ra, hòa yến ra đầu tê dần, nàng hỏi, ngươi thì biết cái gì? Cái gì nên biết ta đều biết, không phải biết ta cũng biết. Hòa tướng quân, bí mật lớn như vậy, ngươi nói xem, nhà họ hòa và nhà họ hứa, làm sao dám chưa chấp ngươi đây? Hòa yến không nói được gì. Nhà họ hòa có được cái danh phi hùng tướng quân coi như là một bước lên chín tầng mây, sánh vai với tất cả giới quý tộc ở Đại Ngụy, trước đó gần như xuống dốc. 19 năm trước, hai người chị em dâu nhà họ Hòa đồng thời sinh nở, con dâu cả nhà họ Hòa sinh được Hòa Như Phi, con dâu thứ sinh được Hòa Yến. Tước vị đáng lẽ là thuộc về Hòa Như Phi, nhưng cơ thể Hòa Như Phi sinh ra đã gầy yếu, thầy thuốc nói rằng sống không qua 3 tuổi. Nếu như Hòa Như Phi chết đi, tước vị của nhà họ Hòa bị thu hồi, cả gia tộc sẽ mất đi tất cả nhà họ Hòa thương lượng với nhau, làm ra một quyết định to gan lớn mật, để cho Hòa Yến thay thế Hòa Như Phi. Hòa Như Phi là nói dối là Hòa Yến, trời sinh yếu ớt nên được đưa đến trong miếu nuôi dưỡng. Hòa Yến từ đó lấy thân phận Hòa Như Phi mà lớn lên, mặc dù nàng mặc sinh ra ở nhị phòng, lại sinh sống ở đại phòng. Từ nhỏ nàng đã coi mình là nam nhi, ưa thích luyện võ, lúc 14 tuổi, cõng người nhà ghi danh đầu quân vào quân đội, dần dần thanh danh vang dội, thậm chí được bệ hạ sắc phong, ban danh phi hồng tướng quân, có được cơ hội vào cung diện kiến thánh nhân. Cũng chính thời điểm này, Hòa Như Phi được đưa đến dưỡng bệnh trong miếu trở về. Hòa Như Phi không chết, thậm chí bình an sống đến 18 tuổi. Nhìn qua dáng người còn có vẻ rất nhanh nhẹn, khỏe mạnh tuấn mỹ. Thế là tất cả trở về như lúc ban đầu. Hòa Như Phi gặp bệ hạ, thành phi hồng tướng quân, Hòa Yến vẫn là Hòa Yến mọi chuyện cũng không hề khó khăn như trong tưởng tượng, vì để dự phòng xuất hiện tình huống hôm nay, nhà họ Hòa đã quy định, Hòa Yến đi gặp người khác phải đeo mặt nạ, không có ai được phép thấy dung mạo Hòa như Phi. Mà Hòa Yến được nhà họ Hòa, Hòa sắp xếp gả cho Hàn Lâm học sĩ thanh niên tài tuấn Hứa Chi Hằng. Hứa Chi Hằng dung mạo đẹp đẽ, lại dịu dàng hiểu lễ nghĩa, cũng là người rất khoan hậu, chưa bao giờ khắt khe, đối với nữ nhi mà nói. Hắn là một mối nhân duyên không thể tốt hơn mà ai cũng muốn gả. Hỏa Yến cũng đã từng cho rằng như thế, cho đến hôm nay, mặt nạ dịu dàng bị xé mở, chân tướng đẫm máu lộ ra, so với việc trên chiến trường gặp chiến dịch khó khăn nhất còn làm cho người ta ghê sợ hơn. Chén thuốc độc làm ngươi bị mù hai mắt đó là do trưởng bối trong bộ tộc của ngươi tự mình phân phó tới. Chỉ có người chết mới không tiết lộ bí mật, người còn sống chính là sự uy hát yêu ta ép lớn hơn trời của bọn họ. Lúc người uống thuốc độc, đại thiếu gia ở trong gian phòng sát vách nhìn ngươi uống đấy người chết, nhà họ hòa và nhà họ hứa sẽ được buông lỏng trạng thái, chuyện này phải trách chính bản thân ngươi. Hòa Yến cất giọng cười to. Trách nàng, trách nàng cái gì mới được. Trách nàng không nên làm thế thân cho hòa như phi vì lợi ích của gia tộc. Trách nàng không nên si mê võ nghệ mà nhập ngũ rồi luyện thành tài. Trách nàng không nên đạo phong uống máu trên chiến trường, gờ yêu ta ít địch đạt được chiến công. Hay là trách nàng không nên được nhận bệ hạ ngự phong phi hồng tướng quân, để cho hòa như phi nhận lấy công trạng của mình. Trách nàng, trách nàng là một nữ nhi, bởi vì là nữ nhi sẽ không thể dùng tên mình để quang minh chính đại kiếm công lập nghiệp. Bởi vì là nữ nhi sẽ phải hy sinh vì nhà họ Hòa, trải đường cho cháu đích tôn nhà họ Hòa thành danh. Nói đến cùng, nàng đã đánh giá cao nhân tính của nhà họ Hòa, đánh giá thấp sự ích kỷ của bọn họ rồi. Mà Hứa Chi Hằng, vì hai mắt bị mù nên nàng mới cảm thấy hắn rất tốt. Ngươi cười cái gì vậy? Hạ Uyển như nhíu mày hỏi. Ta cười ngươi đó, Hỏa Yến hướng về phía nàng ta, gần từng chữ một ta cười ngươi thật là buồn cười. Nếu ta biết bí mật mà chết đi, ngươi cho rằng ngươi biết bí mật này, thì còn sống được sao? Hạ Uyển như cười lạnh một tiếng, sắp chết đến nơi rồi vẫn còn mạnh miệng, người đâu? Đám hộ vệ nhanh chóng xuất hiện bao bọc vây quanh Hỏa Yến. Gờ yêu ta ết nàng ta cành liễu cũng trở thành binh khí trong tay nàng, mềm mại lại dẻo dai, giống như đôi tay nữ tử. Rõ ràng là cành cây vô cùng nhẹ nhàng, phía trên cành còn có chồi non mới mọc, lại giống như bảo kiếm được thiêu hoa, nháy mắt đã đem đao kiếm của đối thủ hất ra ngoài. Hạ Uyển như cũng nghe qua danh hào phi hồng tướng quân, nàng biết nữ tử kia dũng mãnh, thiện chiến, không giống những cô nương bình thường, chỉ có khi tận mắt nhìn thấy, mới biết được lời đồn quả nhiên không nói quá. Hỏa yến đã mù, nàng còn có thể lấy một trọi mười, đá một cái đám hộ vệ đã bay ra ngoài, nếu như nàng muốn đột phá trồng vây từ nơi này ra ngoài phủ, một lần trở lại cưỡi ngựa chém gờ yêu ta ết, không ai có thể cản được nàng. Thế nhưng mà bất chợt nàng giống như chúng tên trên trời bắn xuống, phun ra một ngụm máu tươi xuống bụi cỏ, như khóm hoa dại đột nhiên nở hoa. Ly trà kia, hồi nãy tiểu điệp đưa cho nàng ly trà đó. Nàng đã mất đi thị lực thì thôi, hiện tại còn mất đi cả ngũ giác, trở thành một người mù lòa bình thường, bần cùng rất dậu. Để gờ yêu ta ít chết nàng, bọn họ thật sự đúng là làm ra đủ loại chuyện bị ổi. Một đám ngu xuẩn, thưa dịp hiện tại xông lên đi. Hạ uyển như vội la lên. Hỏa yến muốn ngẩng đầu lên, ầm một tiếng, đầu gối bỗng đau nhức vô cùng, phía sau lưng như có thứ gì nặng nề đập lên, đùi cũng đau nhức, hai chân mềm nhũn, một khắc sau, trên lưng lại bị ai đó đánh một quyền đau đớn nắm đấm nối đuôi nhau rơi xuống như mưa rơi đập ở trên người nàng lục phủ ngũ tạng đều đau đớn không chịu được bọn họ không dùng đao kiếm tổn thương nàng để không lưu lại chứng cứ hay bất cứ dấu vết nào trên thân thể nàng có người kéo tóc nàng đi về hướng bên hồ nước đưa đầu nàng thô bạo nhấn xuống dưới rồi nhấn cả thân thể xuống nước hồ lạnh buốt đi qua con mắt mũi miệng rồi lại đi xuống cổ hỏa yến không kêu lên được lời nào thân thể nặng nề làm nàng chìm dần xuống nàng cố gắng dãy giụa để nhìn lên trên thế nhưng mặt nước càng ngày càng cách xa với nàng ánh nắng mặt trời le lói xuyên qua mặt hồ trong nháy mắt nàng cảm thấy như về lại được thời thanh xuân ở quê nhà bên tai nghe thấy tiếng hành quân ca hát vui vẻ bạn bè dùng giọng nói quê hương về chuyện thư nhà kèm theo giọng hạ thị khóc lóc thút thít lo sợ có ai không phu nhân chết chìm rồi nàng muốn quay về quê nhà nhưng nàng không còn nhà để về nữa chương 2, chị em. Ngày xuân, mưa giống như là không có điểm dừng, rơi xuống không ngừng. Trong phòng lại rất ấm áp, củi lửa cháy rừng rực, phía trên đang nấu một bình thuốc, cái nắp bị hơi nước sôi bốc lên rung rinh, có thể tinh tưởng nghe thấy tiếng sôi sùng sục của nước thuốc. Nữ nhi ngồi ở trước gương, trong gương đồng hiện ra một khuôn mặt nhỏ có vẻ hơi trắng bệch, mày dài mỏng manh, má gầy gò phất hồng, đôi môi nhếch lên trông như củ ấu, mím lại, bộ dạng thanh tú và xa cách một đôi mắt đen lấy hình quả hạnh nhân ngập nước giống như là hơi nước tụ lại khe núi mây khói nhàn nhạt tản đi lộ ra đá quý lấp lánh mỹ lệ làn da mỏng manh trắng như tuyết thật đúng là một cô nương xinh đẹp thế nhưng cũng chỉ là đẹp mà thôi nàng đương nhiên hiểu rất rõ bản thân đẹp đến nhường nào trước bàn trang điểm nhỏ tràn đầy son phấn hương liệu cao cấp hương thơm phấn son quanh quần ở bên người hòa yến khụt khịt cái mũi nhịn không được nên hắt hơi một cái gương đồng nhanh chóng bị hơi ấm thở ra che một tầng xương trắng, ngay giây tiếp theo gương mặt trong gương cũng bị làm mờ đi, hỏa yến trong nháy mắt hoảng hốt, nhớ lại năm đó lần đầu tiên nàng được dỡ xuống mặt nạ nam nhân, cũng ngồi ở trước gương như vậy, nhìn bộ dáng bản thân ở trong gương, dường như đã trải qua mấy đời. Nàng bị đám người mà hạ thị gọi đến dìm cho chết chìm tại hồ nước trong vườn của nhà họ hứa, thế nhưng khi tỉnh lại, nàng đã biến thành hỏa yến. Không phải là em gái của đương kim phi hùng tướng quân hòa như phi, vợ cả cưới hỏi chính thức của hứa chi hằng Hòa yến. Bây giờ nàng là chủ nhân của căn phòng nhỏ rách nát này, con gái của cửu phẩm võ quan giao ý cửa thành hòa tuy, hòa yến. Cũng tên là hòa yến, thân phận địa vị khác nhau một trời một vực. Yến yến, tỉnh tại sao không nói một tiếng, bên ngoài có âm thanh phát ra, màn cửa bị nhấc lên, bóng người mang theo gió lạnh cuốn vào. Đó là một người đàn ông trung niên có dâu quai nón, mặt chữ quốc ý là mặt vuông đó, chữ quốc cua, da đen, thân hình cao lớn, cường tráng như gấu, nụ cười mang theo nét cẩn thận từng ly từng tí nịnh nọt. Hắn thấy trong phòng không có người, liền la lớn, thanh mai, thanh mai đâu? Thanh mai đi hái thuốc rồi, hỏa yến nói khẽ. Nam tử gãi đầu một cái, nói, vậy à, để cha rót thuốc ra cho con nhé. Chén thuốc bằng sứ màu trắng còn nhỏ hơn lòng bàn tay người đàn ông, hắn cũng biết điều này, cho nên rót hết sức cẩn thận, cả căn phòng lập tức tràn đầy mùi thơm thảo dược đắng ngắt. Hỏa Yến nhìn chén thuốc đặt bên cạnh chậu hoa mai, ánh mắt lại chuyển qua nhìn lên mặt người đàn ông. đây chính là cha ruột của Hòa Yến, quan giáo úy cửa thành Hòa Tuy. hai chữ cha ruột này đối với Hòa Yến mà nói đúng là lạ lẫm. cha đẻ của nàng vốn dĩ là nhị lão gia Hòa Nguyên Lượng của nhà họ Hòa, nhưng bởi vì thân phận đặc biệt của Hòa Như Phi chỉ có thể gọi Hòa Nguyên Lượng là nhị thúc, mà cha nuôi Hòa Nguyên Thịnh trên thực tế lại là bác ruột của nàng quan hệ của hòa yến và cha nuôi có thể nói là không ra gì lắm mà lúc đầu thấy nàng muốn học võ lại càng đóng băng thêm mối quan hệ này chỉ sau khi nàng có được công trạng trong tay được hoàng thượng ngợi khen thì mới trở nên nhiệt tình với nàng mà trong quá khứ những năm đó đại phòng khu nhà ở của con trai cả đối xử với nàng cũng tốt cho ăn cho uống đầy đủ nhưng lại không hiểu trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì khi còn nhỏ Hòa Yến từng tưởng rằng Hòa Nguyên Lượng không phải cha ruột của mình, nên đối xử với nàng cũng chẳng mặn mà. Nếu không phải do cha ruột của nàng là nhị lão gia trong phủ, chắc là nàng bị đã ném ra ngoài đường không thèm nuôi dưỡng. Trong đầu của Hòa Yến lúc này chỉ nghĩ được rằng nàng thân thuộc với huynh đệ thuộc hạ trong quân doanh hơn là người của Hòa Phủ. Hòa tuy đã rót xong thuốc vào trong chén, cẩn thận vớt đi một chút cặn bã trôi còn nổi ở trên mặt nước, lại nhẹ nhàng thổi, đưa đến trước mặt Hòa Yến muốn đút cho nàng. Hỏa Yến tiếp tay chén thuốc, nói con tự mình uống được. Người đàn ông thu tay lại, ngượng ngùng nói, được. Chén thuốc tỏa ra hơi ấm, Hỏa Yến hơi trần chờ nhìn chén thuốc trước mặt, nàng nghĩ tới lúc cùng với Hạ Thị nói chuyện trước khi chết. Hai chén thuốc độc làm ngươi bị mù kia là do trưởng bối trong bộ tộc của ngươi tự mình phân phó tới. Chỉ có người chết mới không tiết lộ bí mật, người còn sống chính là sự uy hát yêu ta ép lớn hơn trời của bọn họ. Trưởng bối trong bộ tộc, là hòa nguyên thịnh, hay là hòa nguyên lượng, hay là những người khác. Hứa chi hằng cũng biết rất rõ bí mật đó, những người khác thì sao? Nàng lại nghĩ tới ngày bị chết chìm đó, tiểu điệp đưa tới một chén trà nóng. Người khác dâm đồ cho nàng, ai biết được đó có phải là đồ tốt hay không? Hòa tuy thấy nàng chậm chạp không uống, cho rằng nàng ngại thuốc đắng, dụ dỗ, dỗ nói, yên yến đừng sợ, không đắng, uống xong mới khỏe được. Hòa yến không trần chờ nữa, không đợi hòa tuy nói tiếp cầm lấy bát thuốc đặt lên môi ngửa đầu uống một hơi hết sạch chờ chút chấm hòa tuy không kịp nói hết hòa yến đã để cái chén không gác trên bàn hắn mới phun ra nóng đấy không nóng hòa yến đáp hòa tuy ngượng ngùng cũng không biết nói gì ngập ngừng mấy lần nhẹ giọng dặn dò con cứ ở trong phòng nghỉ ngơi cho tốt đừng chạy đi linh tinh ta đi ra sân võ trước tiện thể cầm bát không đi luôn trong phòng chỉ còn lại một mình hòa yến, nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm, làm ra những hành động thân mật như vậy với người không quá quen thuộc, lại còn với thân phận là con gái ruột lớn lên trong nung chiều thật sự là hơi không được hợp lý. Nhà hoàn thanh mai đi hái thuốc vẫn chưa về, hòa tuy lương bổng mỗi tháng cũng không nhiều, bây giờ chỉ là một võ tán quan làm giáo úy ở cửa thành, không có quyền lực gì, tiền bạc ít đến đáng thương. Người trong đại phòng chỉ dựa vào một mình hòa tuy nuôi, nhà hoàn cũng chỉ thuê được có một người, phần còn lại đã biến thành bàn son phấn trồng đầy của hòa tiểu thư. Hỏa Yến đứng lên, đi tới trước cửa. Cơ thể này mềm nhũn như mỡ đông, mỏng manh non nớt, hoàn toàn lạ lẫm so với trước khi chết. Không có sức mạnh sẽ không thể bảo vệ mình, nếu phải nói đến điểm tốt nhất, thì chính là một đôi mắt sáng có thể giúp nàng nhìn thấy lại những người xưa cũ. ầm một tiếng, sau lưng có tiếng vật nặng rơi xuống, Hỏa Yến quay đầu, đứng ở trước mặt nàng là một thiếu niên đang dỡ thanh gỗ xuống thiếu niên tuổi vẫn còn nhỏ, nhìn trông thì bằng tuổi với hỏa yến, mặc một bộ quần áo vải xanh bó eo, trên đùi cột vải trắng cố định quần để cho tiện lao động. Màu da của hắn hơi đen, mặt mày so với hỏa yến cũng có năm phần tương tự, thanh tú rõ ràng, đôi môi mím chặt như đang ra sức lực, thần thái nghiêm nghị, thoạt nhìn qua trông cũng bướng bỉnh và hơi kiêu căng. Đây là em trai của hòa đại tiểu thư, con trai thứ của hòa tuy, hòa vân sinh. Hỏa Yến nằm ở trên giường mấy ngày nay, Hòa Vân Sinh cũng qua thăm mấy lần, đưa nước, thắp củi lửa, nhưng không nói một câu nào với Hòa Yến. Hai người họ có mối quan hệ không tốt lắm, chẳng qua là. Hòa Yến nhìn Hòa Vân Sinh quần áo vải sộc sịch, nhìn lại mình trên người áo xanh váy gấm hồng, khó hiểu, rồi lại kinh ngạc. Nhà họ Hòa mà nàng nhớ, nữ quyến trong nhà đều phải trải đường cho đàn ông, đàn ông là trời cũng là đất, giống như là trung tâm của vũ trụ. Mà nhà họ Hòa này lại khác, nhìn thoáng quá thiếu niên này ăn mặc nghèo nàn giống như được nhặt ở ngoài về, nhà họ Hòa chỉ dồn hết tiền bạc lên người Hòa Đại Tiểu Thư, là chuyện gì vậy? Hòa Yến đứng trước mặt Hòa Vân Sinh, không xê dịch một tí nào, Hòa Vân Sinh đem đống củi chuyển đến dưới mái hiên, bắt đầu chẻ củi. Người nhà này thật là nghèo, người hầu duy nhất trong nhà là nô tỳ của nàng, mà con ruột lại coi như gã sai vặt làm công việc chân tay. Trước mặt Hòa Yến là đống củi mà Hòa Vân Sinh đã bổ, hắn khẽ nhíu mày, làm phiền tránh ra một chút, người cản trở ta làm việc. Một tiếng tỷ tì, tì cũng không thèm gọi. Hỏa yến không nhúc nhích, cũng không tránh ra, cũng không tranh chua mỉa mai hắn hai ba câu giống như thường ngày. Hỏa vân sinh không nhịn được ngừng đầu lên, ánh mắt nghiêm túc nhìn hỏa yến. Hỏa yến nói, người trẻ tuổi thế này không ổn đâu. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. chương 3 ta bổ củi cho ngươi xem. Hỏa vân sinh nhíu mày lại, hỏi, ngươi nói cái gì vậy? Hỏa Yến vẫn đứng yên, nghiêm túc lặp lại câu nói, ta nói, người trẻ củi thế này, không ổn. Thiếu niên kia không kiên nhẫn thêm được nữa, Hỏa Yến, người đang bệnh thì trở về phòng đi, đừng ở đây gây chuyện với ta nữa. Người bổ củi thế này, trời tối bổ vẫn không hết. Hỏa Yến vẫn đứng yên tại chỗ. Hỏa Vân Sinh có vẻ hơi nóng, dìu trên tay trượt xuống, đập một tiếng ầm lên phiến đá xanh, phát ra một tiếng vang thật lớn. Hắn tiến lên phía trước một bước, giận dữ nói, nếu như không phải người ốm yếu bệnh tật cần dùng nhiều tiền, cha sẽ không bao giờ đuổi gã sai vặt đi. Người vẫn còn biết là phải bổ tới khi trời tối cơ à, không bổ được thì cũng đừng khô tay múa chân, biết bổ thì tới đây bổ cho ta xem. Hỏa Yến bỗng nhiên hiểu ra, thì ra là trong nhà có gã sai vặt, chỉ vì thiếu tiền mà phải đuổi người ta đi, nên thiếu niên này đành phải làm việc gã sai vặt thường làm. Nhìn bộ dạng của hắn, xung đột với tỷ tỷ chắc là chất chứa đã lâu, to tiếng châm chọc khi Upsilon khích với nàng, thực sự là không cho nàng một chút thể diện nào. Nghèo cũng có kiểu nghèo tốt, ví dụ việc như khắp các viện đều không có người, hai chị em bọn họ tranh cãi với nhau sẽ không bị người khác nhìn thấy. Nếu đổi lại là nhà họ hòa và nhà họ hứa của lúc trước, sợ là đám nha hoàn thích náo nhiệt có thể xếp thành một đoàn binh mã. Hòa Vân Sinh nói xong thì chờ lấy Hòa Yến dơ chân múa tay mắng chửi người như mấy lần trước, nhưng lần này không như hắn dự liệu, Hỏa Yến không mắng chửi người, mà khom người xuống, nhặt lên cái cán rìu bị hắn vứt trên mặt đất. Nàng bị sức nặng của rìu lôi xuống, cổ tay xinh đẹp trắng trẻo hình như không chịu được sức nặng, nhìn vào thôi cũng làm cho người khác sợ nàng bị đau. Hỏa Yến nhìn tay của mình, khẽ nhíu mày một cái, đến cả cái rìu cũng nâng không nổi, so với nàng của trước kia, thực sự kém quá xa. Hỏa Vân Sinh ngẩn người, nghi ngờ nói, ngươi làm gì vậy? Ta bổ cho ngươi xem. Hỏa Yến trả lời. Hỏa Vân Sinh nghe xong, càng tức giận hơn, cả giận nói: "Ngươi đừng có mà bày trò điên loạn, ngươi." Hắn còn chưa nói hết lời, ầm một tiếng, cắt đứt giọng nói. Hỏa Yến vung bú gọn gàng mà linh hoạt bổ khúc gỗ trước mặt làm hai. "Ngươi xem đi," nàng nói, rất đơn giản, "Ngươi không thể nắm phía trước rìu được, phải nắm chui rìu, bổ theo đường vân gỗ sẽ tiết kiệm sức hơn nhiều." Hỏa Vân Sinh ngơ ngác nhìn nàng một lát sau thiếu niên sắc mặt đỏ bừng lên ngữ điệu dường như vô cùng phẫn nộ hắn chỉ về phía hỏa yến nói người 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 quả nhiên là có giáp tâm tay ngươi cha trở về nhìn thấy thế này nhất định sẽ mắng ta hỏa yến ngươi thực sự là tâm cơ gian xảo gian trá hả hỏa yến không hiểu sau một khắc một cái giọng nữ rất hoang mang vang lên cô nương người chảy máu rồi hỏa yến vô ý thức cúi đầu nhìn lại lòng bàn tay không biết từ lúc nào đã bị mày rách ra ánh sáng chiếu vào trong lòng bàn tay nhìn càng thêm lấp lánh nàng chỉ cầm rìu bồ một khúc củi mà thôi mà đã đến mức này rồi tấm thân thể rốt cuộc là mềm mại đến mức nào vậy từ nhỏ đến lớn hòa đại tiểu thư đã bao giờ cầm qua đồ vật dù chỉ là hơi nặng một chút nàng được nặn ra từ bông với đậu hũ hay sao hỏa yến rơi vào trầm tư tiểu nô tỳ thanh mai xông đến lôi nàng vào trong phòng vội vàng mở miệng cần phải dùng cao dán lau qua đã nếu không sẽ để lại sẹo mất hỏa vân sinh oán hận chừng mắt nhìn nàng một cái ném câu tiếp theo qua hỏa yến ngươi cứ làm bộ vậy đi kiểu gì cũng tự mình tìm đường chết nói xong thì xoay người chạy hỏa yến giờ khóc giờ cười đời trước nàng sống đến lúc lấy chồng thành thân rồi bị hại chết cho đến bây giờ lần đầu tiên có người nói nàng làm bộ cảm giác này cực kỳ mới lạ trong lòng người quân nhân làm bộ thật sự là một khái niệm vô cùng mới mẻ. Thanh Mai đặt tay của Hỏa Yến trên đầu gối của mình, cầm đầu ngón tay xinh đẹp bôi cao dán xoa lòng bàn tay Hỏa Yến, nước mắt rơi xuống, nếu để lại sẹo thì làm sao bây giờ, phải nghĩ cách làm cho sẹo mờ nhanh mới được. Không có việc gì đâu, Hỏa Yến nhìn cô nương nhỏ rơi lệ nên không nữa. nhất là cô nương mới 15-16 tuổi, so với đời trước còn xinh đẹp hơn rất nhiều, liền dỗ dành nói, để lại sẹo thì cứ để lại thôi, lành lại là được rồi. Thanh Mai mở to hai mắt, quên cả lau khô nước mắt, nhìn chầm chầm Hỏa Yến nói không ra lời. Sao vậy? Hỏa Yến hỏi. Không, không sao cả. Thanh Mai lau nước mắt, đứng dậy, cô nương không tức giận là được rồi. Trong lời nói có vẻ như rất lo sợ. Hỏa Yến nhìn lại bàn trang điểm bầy biện đầy son phấn và đồ trang sức, trong lòng hiểu rõ thêm vài phần. Trước kia Hòa Đại Tiểu Thư cực kỳ thích trương diện, da thịt non mịn chắc chắn là rất được nuông chiều, nếu bình thường chỉ cần xảy ra chút chuyện nhỏ, đã xem như chuyện cực kỳ hệ trọng rồi. Liệu ông trời có phải là nhìn thấy nàng đời trước quá mức cứng cáp, chưa từng được trải qua giây phút nào được làm người con gái, nên đời này mới cho nàng sống lại trong một thân thể như vậy, mưa gió nhẹ thôi đã không chịu nổi. Thanh Mai hỏi, cô nương, nô tỳ rót cho người chén trà nóng nhé, bên ngoài đang đổ mưa, cẩn thận bị lạnh. Chờ một chút, hỏa yến gọi lại nàng, ta có chuyện này, trước khi ta tỉnh lại, có một số việc đã quên mất. Chấm, nàng nhìn biểu cảm của Thanh Mai, tại sao ta lại bị bệnh vậy? Trước kia trong nhà này có một gã sai vặt, về sau Hòa Yến bị bệnh nên gã sai vặt mới bị đuổi đi, có thể thấy rằng bệnh này không phải sinh ra đã bị. Bỗng nhiên tỉnh lại khi đang bệnh, nhưng mấy ngày nay nàng cũng không cảm thấy có chỗ nào trên người khó chịu. Người trong nhà gặp được nàng đều rất cẩn thận che chở, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Hòa Yến cảm thấy là lạ. Thanh Mai nghe vậy, quá sợ hãi, một phát bắt lấy tay Hỏa Yến, suýt nữa đã muốn rơi lệ, cô nương, ngài đã vì Phạm công tử mà đau thương một lần, không thể lại một lần nữa đi vào vết xe đổ được. Người coi như không vì chính mình thì cũng phải suy nghĩ cho lão gia và thiếu gia một chút. Phạm công tử, đàn ông sao? Hỏa Yến hỏi, Phạm công tử nào vậy? Cô nương, lời này của ngươi là có ý gì? Là, Phạm công tử vô tình như vậy, cũng không phải là người tốt cô nương quên hắn là đúng. Nô tỳ sẽ không chủ động nhắc đến Phạm Công Tử nữa, chỉ cần cô nương khỏe mạnh thôi. Nói xong, Thanh Mai lại dụi mắt. Nhà hoàn này thực sự quá đáng yêu, kể cả lúc nàng là tân binh mới ra chiến trường lần đầu cũng không thích khóc như vậy. Chưa hỏi được mấy câu, vạt áo đã ướt một mảng lớn, nếu tiếp tục hỏi, chắc hẳn chưa đến một nén nhang nàng đã khóc ngập núi. Thôi nín đi, hỏa yến bất đắc dĩ nói, không cần để ý chuyện đó nữa, người đi thay bộ mới đi, quần áo ẩm ướt hết rồi. Thanh Mai chừng to mắt nhìn về phía Hòa Yến, bắt gặp ánh mắt yên tĩnh của Hòa Yến, nàng cũng sợ mất mặt, do dự trong chốc lát nói, vậy nô tỳ đi thay quần áo. Cô nương chờ chút, nô tỳ, nô tỳ lập tức liền trở về. Lúc này nàng ta mới cẩn thận bước ra ngoài. Trong phòng im ắng trở lại. Hỏa Yến vươn tay, mở lòng bàn tay ra nhìn. Thuốc mà Thanh Mai xoa xong vẫn động lại ở trên tay, nàng nhìn đôi bàn tay non nớt đến ngơ ngẩn. Người con gái trời sinh đã yêu ớt hơn đấng nam nhi, năm đó, vì muốn luyện tập lực tay, mỗi ngày nhân lúc trời chưa sáng, hỏa yến từ cửa sau trồn ra, leo ra ngoài kinh thành đông hoàng, lên núi giúp hòa thượng trong chùa gánh nước trẻ cùi. Lúc đầu tay nàng cũng mỏng manh yếu ớt như vậy, dần dần đã quen. Sau một thời gian nàng đã có thể nhẹ nhõm nâng lên hai cái thùng nước, còn có thể đánh quyền với tảng đá treo trên cổ tay. Nàng không thông minh, nên chỉ có thể dùng biện pháp đần độn tích lũy lâu dần rồi cũng có thể cùng với mấy người đàn ông tỷ võ phân cao thấp chỉ là bây giờ đây tất cả lại trở về như ban đầu đừng nói đến việc đi đoạt những thứ thuộc về nàng bây giờ cái thân thể này ngay cả muốn đi đâu đó thôi cũng khó khăn thật sự là lực bất tòng tâm vậy thì phải luyện tập thôi hỏa yến tự nói với mình giống như trước đây vậy đây có lẽ là cơ hội mà ông trời cho nàng thử sức chẳng qua là làm lại một lần nữa mà thôi chẳng có gì để sợ hãi cả. Chẳng qua là làm lại một lần nữa mà thôi. Chương 4: Lên núi. Trời mưa liên tục đến ngày thứ hai thì ngừng, trời nắng lên rất đẹp. Đá xanh trong viện được phơi khô ấm áp, ở một góc nào đó hiện ra một bãi cỏ xanh um tươi tốt. Lúc gà gáy tím thứ ba hỏa yến đã tỉnh lại, Thanh Mai tỉnh dậy phát hiện Hòa Yến không còn ở trên giường, giật mình kêu lên, đi tìm bốn phía, phát hiện Hỏa Yến ngồi ở đôn đá trong sân ngẩn người. Nàng ta mới thở phào nhẹ nhõm. Cô nương sao lại dậy sớm như vậy? Có phải do chăn mền mỏng nên làm người rét không?" Thanh Mai hỏi. "Không có chuyện gì đâu, ta không ngủ được." Hỏa Yến đáp. "Nàng không có thói quen ngủ nướng, ở trong binh doanh, mỗi một phút đều không thể buông lỏng, cho dù là ban đêm, cũng phải đề phòng phe địch tập kích, lúc nào cũng phải bảo trì cảnh giác. Còn nữa, thời niên thiếu khi nàng bắt đầu muốn luyện võ, chỉ cần nghe tiếng gà gáy là sẽ thức dậy múa võ." về sau khi gả đến hứa ra, không sửa được thói quen cũ, ngược lại còn bị người ta nói xấu sau lưng. Nhưng cũng hay là sau khi mù, nàng đã không còn dậy sớm như thế, ban ngày và đêm tối đối với nàng mà nói cũng không khác nhau là mấy. Nàng vẫn như cũ, tỉnh dậy lúc gà gáy, chỉ là đành phải chờ đến khi tất cả người trong viện đều ngủ dậy, nàng mới bắt đầu dậy theo. Ra vẻ như là chúng ta cũng giống nhau. Phụ thân đâu rồi, nàng hỏi lão gia đã đi ra võ đài, thiếu gia cũng vừa mới dậy, cô nương thay y phục rồi đến dùng cơm đi. Thanh Mai vừa nói, liền chạy trước đến phòng bếp. Trong phòng chỉ có một tiểu tỷ nữ, công việc lại không ít, lúc nào cũng không đủ nhân lực. Chờ Hòa Yến đến sảnh lớn, Hòa Vân Sinh đã ngồi ở trên bàn cơm, bắt đầu ăn cơm. Thiếu niên hôm nay cũng giữ nguyên dáng vẻ như hôm qua, mặc quần áo như người buôn bán nhỏ, rất qua loa không thèm cưỡng cầu. Nhìn thấy Hòa Yến, hắn chỉ nhìn thoáng qua đã rời ánh mắt đi chỗ khác, bưng bát lên bắt đầu húp cháo. Đồ ăn đơn giản chỉ là cháo loãng cùng với ít đồ ăn kèm, gia cảnh nhà họ hòa như vậy, chẳng có nổi một món gì cầu kỳ, nhưng mà trên bàn cũng bày ra một bàn đồ ăn nhẹ, thoạt nhìn không quá cao sang, mùi thơm tạm tạm, có lẽ là hòa tuy đặc biệt chuẩn bị cho con gái cưng. Hòa Yến cũng theo đó bưng chén lên hút cháo, nàng ăn rất nhanh, Thanh Mai và Hòa Vân Sinh cũng hơi cảm thấy kinh ngạc. Lúc trước Hỏa Yến chọn ba lấy bốn, không chịu ăn cơm tử tế, một bát cháo ăn một hồi lâu mới có thể ăn xong. Hôm nay nàng ăn uống rất khoát lạ thường, uống xong cháo, nàng cũng không lấy đồ trong đĩa đồ ăn nhẹ, thứ mà Hòa Tuy đã chuẩn bị cho nàng, thanh mai thì không dám ăn, Hòa Vân Sinh càng sẽ không. Hòa Vân Sinh đem bát đặt trên bàn, đứng dậy, Hòa Yến ngẩng đầu hỏi, ngươi đi đâu vậy? Hòa Vân Sinh nhíu mày, hỏi làm gì? Đang không muốn kiên nhẫn vài câu, ánh mắt hắn đột nhiên thoáng nhìn dấu vết trong lòng bàn tay hòa yến, lời nói ra đến miệng liền dừng lại. Hắn còn tưởng rằng hòa yến hôm qua sẽ chờ hòa tuy về nhà để cáo trạng, ai biết rằng hôm nay gió êm sóng lặng. Hòa yến không hề khích bác ly gián, hòa tuy cũng không biết hòa yến bị thương. Thiếu niên lời nói hòa hoãn, ta lên núi đốn củi. Trong đầu hòa vân sinh nghĩ, sau nghe xong câu nói này, hòa yến sẽ không có hứng thú gì nữa mà rời đi, trở lại trong phòng loay hoay với những son phấn lại ăn mặc tỉ mỉ đi ra ngoài dạo chơi, ai biết ánh mắt Hỏa Yến lại sáng lên, tràn đầy phấn khởi nói, "Thật không? Ta cũng muốn đi cùng." Hỏa Vân Sinh còn chưa mở miệng, Thanh Mai liền mở miệng trước, "Cô nương, người đi làm gì vậy? Trên núi hôm qua trời mưa, đường không dễ đi, khắp nơi đều là bùn, nếu té ngã thì làm sao bây giờ?" "Đúng rồi đấy, trong phòng chẳng mấy khi còn có người bình thường." Hỏa Vân Sinh lập tức nói tiếp, "Ngươi chớ tự tìm phiền toái cho bản thân." hai người đều tưởng rằng Hòa Yến chỉ là nhất thời hưng khởi. Hòa Yến lại quay đầu nói với Thanh Mai, cha ta ban ngày đều ở võ đài, ban đêm mới có thể về nhà. Thanh Mai người có nhiều việc như vậy để làm, không thể lúc nào cũng đi theo ta được, Hòa Vân Sinh. Nàng gọi thẳng tên Hòa Vân Sinh, Hòa Vân Sinh nghe được giật mình một cái, nếu như ngươi không cho ta đi cùng, ta tự mình đi. Này, Hòa Vân Sinh khó thở. Trong nhà này còn có người thứ ba có thể trông coi ta sao? nàng không nhanh không chậm hỏi. Hòa Vân Sinh không còn lời nào để nói, đừng nói là người thứ ba, trong nhà này căn bản là không có ai có thể quản Hòa Yến. Cũng là bởi vì Hòa tuy nuông chiều, Hòa Yến lời người nào nói cũng không chịu nghe, à, trừ phạm công tử kia ra. Người muốn đi thì tự mình theo đi, thiếu niên cả giận nói, nếu chẳng may ngươi ngã ở giữa đường, khóc lóc nói muốn về nhà, ta sẽ không đem ngươi về nhà đâu. Hòa Yến nhún vai, Hòa Vân Sinh nổi giận đùng đùng, hắn nghĩ mãi mà không rõ lý do, vừa ốm một trận xong, Hòa Yến lại càng trở nên đáng ghét. Nếu như nói Hòa Yến trong quá khứ là dáng vẻ cạch cớm, tính tình tiểu thư, thì Hòa Yến bây giờ còn vô lại hơn lúc trước nhiều, càng thêm khó đối phó. Nàng quả nhiên là oan gia của Hòa Vân Sinh hắn đây mà. Núi Long Hoàn đường đi gập ghềnh, địa thế hiểm yếu, tới nơi này phần lớn là những người nghèo khổ đi đốn củi hái thuốc ven đường mọc đầy những loài hoa dại không biết tên, ánh nắng chiếu vào trong bụi cỏ, trông rất đẹp mắt. Chỉ là đây không phải địa điểm chính thức để dạo chơi ngắm hoa, chân đạp trên tảng đá bên vách núi dựng đứng, nhìn xuống dưới khiến người ta hai chân phát run. Còn đường này Hòa Vân Sinh đã đi qua vô số lần, biết rõ lên núi không dễ dàng như vậy. Hắn chờ đợi để nghe Hòa Yến phàn nàn và thút thít, thế nhưng từ đầu tới cuối, Hòa Yến không hề phàn nàn lấy một tiếng. Hỏa vân sinh nhịn không được quay đầu lại, kinh ngạc phát hiện, Hỏa Yến cũng không gọi là chậm lại so với hắn bao nhiêu, dường như là sánh ngang cùng tốc độ của. Điều này sao có thể được? Còn đường này thanh niên trai tráng đi còn phải cố hết sức mới đi được, huống chi Hỏa Yến là một tiểu thư yếu điệu, lúc trước bước đi đâu xa là đã muốn rớt cả đầu gối xuống. Thể lực của nàng tốt như vậy từ bao giờ? Người nhìn ta làm gì? Hỏa Yến lấy làm là theo dõi hắn, không tiếp tục đi sao? Hòa Vân Sinh không nói hai lời quay đầu lại, tiếp tục đi lên phía trước. Nhất định là nàng đang giả vờ, lát nữa chắc chắn sẽ không chịu nổi. Hòa Yến nhìn mình chân, thở dài. Đôi chân này thật sự chẳng có chút sức lực nào. Nàng và Hòa Vân Sinh mới chỉ đi một đoạn đường này, vậy mà đã cảm thấy mệt mỏi. Nhìn bộ dạng này của nàng, cần phải rèn luyện thêm mới được. Dừng ở đây là được rồi. Hòa Vân Sinh dừng bước lại, từ bên hông gỡ ra chiếc rìu. Nơi này rất nhiều gỗ, đủ các loại, Hỏa Vân Sinh chọn những cành củi khô nhỏ nhất, chặt sẽ dễ dàng hơn. Hắn quay sang Hỏa Yến chỉ vào tảng đá bên cạnh, ngươi ngồi ở đây một lát đi, ta phải chặt một canh giờ mới xong. Ngồi ở nơi này đúng không? Hỏa Yến nhẹ gật đầu, lấy bao vải đeo trên người xuống. Hỏa Vân Sinh trơ mắt nhìn làng móc từ trong bao vải ra một cái rìu. Ngươi, ngươi, ngươi định làm gì? Hỏa Vân Sinh đầu óc nổ tung lời nói ra không còn lưu loát. Hắn còn tưởng rằng Hòa yến cõng theo ấm nước trong bao vải, kết quả nàng mang theo một cái rìu. Nàng cõng một cái rìu, đã vậy còn đi đường xa, mà không hề tụt lại so với hắn, hòa vân sinh nghi ngờ mình đang nằm mơ giữa ban ngày. Chuyện tiếp theo xảy ra khiến cho Hòa Vân Sinh càng thêm xác định bản thân là đang nằm mơ. Hắn nhìn thấy chị gái ruột ngày thường hiểu điệu, nâng cái chén trà còn trên nặng Hòa Yến không chút do dự vung dìu lên, chặt xuống một xuống, đốn ngã một lùm nhánh cây, động tác lưu loát giống như đã làm chuyện này trăm ngàn lần rồi vậy. chương năm, nghèo khó. Hòa Vân Sinh có cảm giác giấc mộng này của mình có hơi dài một chút. Chị gái của của hắn hôm nay đi theo hắn lên núi chặt củi từ sáng sớm, cuối cùng móc ra trong bao vải một cái rìu, lại còn mang theo đồ ăn nhẹ chia cho hắn một cái. Hòa Vân Sinh vốn dĩ muốn từ chối, thế nhưng mùi thơm ngọt ngào tinh tế tràn ngập tại chóp mũi, Hòa Yến đã cúi đầu cắn chiếc bánh của mình, mà xui quỷ khiến thế nào, hòa vân sinh lại vươn tay ra nhận lấy. Hắn cắn một cái, vị ngọt lạ lẫm lan ra trong khoang miệng. Hòa tuy bất công đến tệ hại, tất cả ăn ngon chỉ dành cho hòa yến, mà hòa yến cũng không phải là một người biết chia sẻ đồ tốt với mọi người. Hòa yến thấy hắn ăn rất chậm, đem mấy cái bánh còn lại nhét hết vào tay hắn, nói còn lại cho người đó, ta ăn no rồi. Hòa vân sinh không biết phải làm sao nhà họ Hòa chỉ có chị em hai người bọn họ là con cái. Hòa tuy trước đây chẳng qua là một tiêu sư người lái xe chở hàng đến kinh thành vận chuyển hàng hóa, dọc đường gặp phải sơn phi cướp bóc, cứu được tiểu thư của quý phủ tú tài, người thi đỗ tú tài ở kinh thành, thì kết được nhân duyên mỹ mãn. Gia đình tú tài cũng chỉ có duy nhất một vị tiểu thư, Hòa tuy lại không cha không mẹ, thế là tự nguyện ở lại kinh thành ở dề. Tuy là ở dề, nhưng con cái vẫn được mang họ của cha về sau vợ chồng nhà tú tài hai người bọn học lần lượt qua đời vì bệnh, hòa phu nhân ngày ngày đau buồn, lúc hòa vân sinh vừa tròn ba tuổi thì hòa phu nhân đã qua đời. Cả nhà chỉ còn lại ba người bọn họ sống nương tựa lẫn nhau. Hòa tuy cùng với phu nhân vợ chồng tình thâm, hòa yến sinh ra rất giống hòa phu nhân, có lẽ bởi vì điểm này mà hòa tuy yêu thương hòa yến một cách dị thường. Nhà họ hòa mặc dù cũng không giàu có, thế nhưng hòa tuy luôn hết sức cưng chiều hòa yến. Dần già, Hỏa Yến cũng biến thành một vị tiểu thư làm cho người ta chán ghét, đến thiếu gia Hòa Vân Sinh còn yêu thương không nổi người chị này của mình. Thế nhưng từ khi nàng khỏi bệnh trở đi, lại làm ra rất nhiều hành vi không thể tưởng tượng được, Hòa Vân Sinh cũng không biết làm sao để đối diện với nàng. Người mỗi ngày đều phải lên núi đốn củi sao, Hỏa Yến hỏi hắn buổi chiều ngươi làm cái gì, không đến trường đi học sao. Hỏa Vân Sinh so với Hỏa Yến chỉ nhỏ hơn có một tuổi, năm nay hắn 15 lăm. Trẻ con ở độ tuổi này đáng ra nên được đi học. Sau khi trở về ta sẽ làm bánh sữa, buổi chiều thì đứng bán ở sạp, làm gì có cái gì gọi là đến trường nữa. Hòa Vân Sinh thuận miệng nói, trong nhà không có nhiều bạc, ta cũng không phải dạng văn hay chữ tốt gì, biết mấy chữ coi như tạm được rồi. Nói đến đây, mặc dù hắn tận lực che giấu, nhưng Hòa Yến vẫn cảm thấy trong mắt thiếu niên này tràn đầy tiếc nuối và khát vọng được đến trường. Dừng một chút, nàng hỏi, sau này ngươi sau muốn làm gì? Ngươi hỏi việc này để làm gì? Hòa Vân Sinh nghi ngờ, nhưng mà một lát sau hắn vẫn trả lời thắc mắc của Hòa Yến, bây giờ ta mỗi ngày đều đi đến võ đài, sau này chỉ cần vượt qua kiểm tra, thì có thể đi đến đội quân phòng giữ trong thành, từ từ rồi sẽ có thể thăng tiến lên thành giáo ý, đến lúc đó trong tay sẽ có nhiều bạc hơn. Cứ như vậy sao, làm võ tán quan, Hòa Yến cười, ta cứ cho là ngươi sẽ muốn làm điều khác làm gì khác, Hòa Vân Sinh tự diễu nói, chẳng lẽ muốn ta giống như phi hùng tướng quân sao? Cùng là họ hòa với nhau, nhưng hắn giỏi giang hơn chúng ta nhiều. Bất thình lình nghe được tên mình từ trong miệng Hòa Vân Sinh, Hòa Yến sửng sốt một chút. Nàng yên lặng một hồi, mới hỏi, người biết phi hùng tướng quân sao? Đương nhiên biết rõ, đại ngụy này làm gì người nào không biết, năm đó phi hùng tướng quân Bình Tây Khương, phong vân tướng quân Định Nam Man, Bắc Hòa Nam Tiếu, mới có nước đại ngụy ta thịnh thế thái bình như hôm nay. Thiếu niên hiệp cốt, hăng hái như vậy, nếu ta có thể trở thành người như bọn họ, chết đi cũng đáng giá. Hỏa Yến phụt phụt một tiếng bỗng bật cười. Hỏa Vân Sinh tức thờ hồn hền, người cười cái gì vậy? Người có thể làm người đốn củi, bán bánh sữa, có thể sẽ không thành được người như vậy. Năm đó Phi Hùng Tướng Quân cùng với Phong Vân Tướng Quân, không phải là người chỉ học qua loa vài thứ ở trên võ đài là đã có thể thành công. Ta tất nhiên biết rõ điều đó. Hòa vân sinh mặt đỏ lên, thế nhưng ta. Chẳng có thiếu niên nào là không khát vọng kiến công lập nghiệp. Hòa vân sinh cũng là một thiếu niên cực kỳ nhiệt huyết. Huống hồ tình trạng này bây giờ của hắn, thật sự đã làm chậm trễ đi mất ý chí người con trai. Hòa Yến nói, từ mai, mỗi ngày ta sẽ cùng ngươi lên núi đốn củi rồi đi bán bánh sữa. Cái gì? Hòa vân sinh từ trên tảng đá nhảy dựng lên. Hòa Yến, ngươi điên rồi có phải không? chuyện hôm nay có thể nói là do nàng nhất thời nổi ý nhưng ngày nào cũng đến hỏa yến không phải là mắc một cơn bệnh đầu óc bị hư hết rồi đấy chứ không đợi hòa vân sinh tiếp tục nói hòa yến đã đứng dậy vỗ hết bụi đất trên người xuống ăn xong rồi thì tiếp tục làm việc đi ánh nắng xuân sẽ không chờ ai cả hòa vân sinh hết trận mưa đầu xuân này mười mấy ngày liên tiếp trời nắng rất đẹp thanh mai gần đây hình như trong lòng có tâm sự người luôn chỉ huy nàng làm cái này cái nọ, để cho nàng thân thiết hầu hạ bên cạnh đại tiểu thư của lúc trước, bây giờ không thèm tìm đến nàng nữa. Vào ban ngày tiêu thư đi cùng Hòa Vân sinh ra ngoài, đến buổi tối, lúc Thanh Mai muốn hầu hạ Hòa Yến rửa mặt, Hòa Yến cũng đuổi nàng ta ra ngoài. Lúc duy nhất cần dùng đến nàng ta là trải đầu buổi sáng sớm cho Hòa Yến. Thanh Mai rất lo lắng, cứ tiếp tục như vậy, có phải nàng cũng sẽ giống như tên sai vật lúc trước kia bị Hòa Tuy đuổi ra khỏi cửa, bởi vì dù sao bây giờ đại tiểu thư cũng không cần nàng nữa. Trong phủ còn một người nữa cũng mang tâm sự nặng nề là Hòa Vân Sinh. Hơn nửa tháng nay, Hòa Yến mỗi sáng sớm đều đi cùng với hắn lên núi Long Hoàn đốn củi. Đã vậy mà nàng còn dậy sớm hơn so với hắn. Hòa Yến đi lên núi thì cũng tôi tạm chấp nhận đi, đã vậy trên tay chân nàng còn cột lên một bao cát. Hỏa Vân Sinh nhìn trộm ước lượng thử, chắc chắn rất nặng. Hỏa Yến mỗi ngày đều như vậy, cõng theo mấy thứ đồ vật quỷ quái đi cùng hắn lên núi đốn củi. Nàng không phàn nàn lấy một câu, giống như không biết mệt mỏi là gì. Nhưng mà Hòa Vân Sinh trông thấy lòng bàn tay nàng, làn da non mịn bị mài hỏng không biết bao nhiêu lần rồi, nàng vẫn dứt khoát quấn vải lên và tiếp tục chịu đựng. Làm như vậy rõ ràng là một điều tốt, bởi vì nửa tháng tiếp theo, Hỏa Yến đã đi được nhanh hơn hắn đốn củi cũng chặt được nhiều hơn so với hắn. Hòa Vân Sinh suy nghĩ trong lòng, cái bao cắt đó không lẽ lại thần kỳ như vậy, nếu không thì hắn cũng nên lén lút buộc hai cái xem sao. Hai người đốn củi so với một người đốn củi tốc độ chắc chắn nhanh hơn, thêm nữa, đến lúc đi bán bánh sữa có thể mang về nhiều doanh số bán hàng hơn. Hòa Yến dù sao cũng là con gái, việc kinh doanh ném đầu lộ mặt ra ngoài theo như cái nhìn của thời đại thì không được tốt, vì vậy Hòa Vân Sinh đã nhắc nhở nàng, chỉ tiếc là bản thân Hòa Yến lại không thèm để ý tới. Hòa Vân Sinh cảm thấy cực kỳ đau đầu, nếu như Hòa Tuy biết rằng những ngày này Hòa Yến đi cùng với hắn, không những lên núi đốn củi mà đi ra ngoài bán bánh ngọt, nhất định sẽ cầm roi quất hắn một trận đau điếng. Cũng may là Hòa Tuy vẫn chưa biết. Hòa Tuy không những không biết, thậm chí mỗi ngày đều vui tươi hớn hở, đứa con gái rượu trước nay luôn tranh chấp không ngớt với cha mình gần đây đã thân mật hơn rất nhiều. Hai người họ có thể ngồi ăn cơm cùng một bàn, có khi sẽ còn nói chuyện phiếm vài câu. Hòa Tuy rất hài lòng, ở trên võ đài đối xử với đám quân sĩ mới đến đã hòa nhã hơn trước, đúng là gia đình hòa thuận vạn sự hưng. Giờ phút này Hòa Yến đang ngồi trước bàn trang điểm, Thanh Mai lo sợ bất an lén nhìn nàng. Từ sau khi Hòa Yến khỏi bệnh, không thích soi gương, cũng không thích loay hoay cùng với son phấn. Bây giờ nàng lại bày ra, Thanh Mai hơi khẩn trương lo lắng cho tiểu thư của mình gần đây trong phủ rất khó khăn về vấn đề tiền bạc, gần như đã chạm đáy, lúc này nếu Hỏa Yến muốn mua son môi mới, có lẽ sẽ không thể nào mua nổi. Hỏa Yến lật qua lậy lại son phấn cao cấp trên bàn, cảm thấy hơi đau đầu một chút. Những vật này nàng đã từng dùng qua, chắc chắn không bán được bao nhiêu tiền. Nàng lật tiếp mấy lần, tìm được mấy chiếc châm gài tóc và đồ trang sức tinh xảo khác. Mấy đồ này đều làm bằng bạc, chất lượng như nhau, tuy không bằng đồ lúc trước nàng được dùng ở nhà họ hứa nhưng bây giờ cũng không đòi hỏi được nhiều như vậy nàng đưa hết mấy món đồ trang sức tìm được cho thanh mai người đem những thứ này tới hiệu cầm đồ đi cầm tạm đổi lấy chút tiền bạc thanh mai mở to hai mắt sao có thể sao có thể chúng ta bây giờ rất nghèo khó rồi hỏa yến chậm rãi giải, giải thích cho nàng những cái này không thể lấy ra ăn được đâu nàng đành phải mang đồ trang sức đi cầm cố còn phải đi làm để ít bạc, ít nhất cũng có thể góp đủ tiền cho Hòa Vân Sinh đến trường tìm thầy học chữa Nếu như nàng đã chiếm lấy thân thể đại tiểu thư nhà họ Hòa, thì chỉ ít cũng nên vì nhà họ Hòa mà hy sinh một chút. Phải chờ đến khi sắp xếp ổn thỏa những chuyện trong nhà, nàng mới có thể yên tâm đi làm việc riêng của mình. Ví dụ như, tính một mối nợ cũ chẳng hạn. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn